Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, chiều nay ngày 24 tháng 9, vùng áp thấp trên vùng biển phía đông nam của quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, có vị trí tâm ở vào khoảng 15,1 độ, vĩ bắc đến 112,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía đông nam. Áp thấp nhiệt đới có sức gió mạnh cấp 6, 39 đến 49 km/h, giật cấp 8 và di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 10 km/h. Dự báo đến chiều ngày 25 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới sẽ cách bờ biển Quảng Ngãi khoảng 170 km, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 230 km, tiếp tục di chuyển về hướng Tây. Sau đó, áp thấp nhiệt đới sẽ đổi hướng di chuyển sang Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h. Trong ngày 26 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới sẽ nằm trên đất liền thuộc khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Do ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới và gió Tây Nam được kích hoạt, từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9, ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Trong đó, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có lượng mưa phổ biến đạt 100 đến 300mm một đợt, có nơi trên 350mm một đợt. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có lượng mưa đạt 100 đến 150mm một đợt, có nơi trên 200mm một đợt.